Một vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 16 tháng 10 trên quốc lộ 1A đoạn qua làng Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, giữa xe ô tô con và xe máy khiến 3 người trong một gia đình tử chiến. Các nạn nhân tử chiến được xác định là ông Võ Trung Tuấn 1975, trú làng Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, cùng bà xã là Trần Thị Điền 1980 và con trai Võ Thành Đạt 2009. Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến cả gia đình ông Tuấn tử nạn. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô mang băng kiểm soát 74A9480 lưu thông theo hướng huyện Vĩnh Linh về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Tuấn điều khiển, chở theo bà xã con đang chạy theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, cả 3 tử chiến tại chỗ. Chiếc xe ô tô bị biến dạng phần đầu, xe máy nát bét sau cú tông mạnh. Tài xế xe ô tô liên quan đến vụ tai nạn đã đi ra hiện trường. Công an huyện Vĩnh Linh và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị hiện đang truy tìm tài xế, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.